Hàng chục nghìn học sinh ở Bình Dương tiêm vaccine COVID-19. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Hàng chục nghìn học sinh trung học phổ thông ở Bình Dương sáng nay đã bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 trước khi quay trở lại trường để học tập. Bắt đầu từ sáng nay 31 tháng 10, hàng chục nghìn học sinh từ 15 đến 17 tuổi tại các khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đồng loạt được tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo ghi nhận, các điểm tiêm tại các trường trung học phổ thông ở thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An, rất đông học sinh cùng phụ huynh đã tập trung trước điểm tiêm để đăng ký danh sách, ký cam kết trước khi tiến hành tiêm. Do việc tiêm vaccine đã được chuẩn bị kỹ càng, đội ngũ y tế được trưng dụng từ các đợt tiêm cho người dân trước đây nên quy trình diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang phối hợp với ngành y tế triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh trong 2 ngày, ưu tiên người 17 tuổi trước, sau đó hạ dần độ tuổi. Theo dự kiến, Bình Dương có khoảng 58.500 người từ 15 đến 17 tuổi, hơn 121.000 người từ 12 đến 14 tuổi. Tổng cộng sẽ có khoảng 180.000 người được tiêm vaccine trong đợt này. Theo ông Nguyễn Hồng Trường, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương, việc tiêm chủng kết hợp với 5K là biện pháp tốt nhất để phòng ngừa và tránh tình trạng trở nặng do COVID-19. Tiêm vaccine cũng là một trong những điều kiện đảm bảo cho học sinh đến trường an toàn. Số lượng vaccine hiện tại của Bình Dương đủ để tiêm mũi 1 cho các em học sinh.